Lần nữa thì kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, mừng năm mới. Thật sự hôm nay chúng ta có một người khách rất đặc biệt. Đây là một vị lãnh đạo tinh thần, Đức Giám mục Kevin Van, là một người mà coi khoảng chừng 1.200.000 giáo dân ở tại Orange County. Bishop, it's a great privilege to have you here. You are a leader of 1,200,000 parishioners, and you come here really a big blessing for us. And would you please to say hi to our audience, please? Thank you. And you are a good friend of mine, and the audience too. And since this is the second day of New Year, it's like family, and I feel a part of that. So I'm grateful to be with all of you and with you. Yes. So I would say, my brothers and sisters in Christ, as we celebrate the New Year, we give thanks to God and ask God to grant blessings upon us and your family and loved ones. May our loving God continue to guide and protect us. Grant us happiness, joy, and lots of luck in the new year. Yes. So, in Vietnamese, I will try. Kính chào quý ông bà anh chị em. Trong chúa kỳ tổ, chúc mừng năm mới. Kính chúc quý ông bà anh chị em. Được đại tròn ơn chúa. Văn sự nuôi, làm ăn phát tài. Han Phúc An Khang. Amen. Wow, very good. Tràn đầy ơn Chúa. Bạn xin như ý, bạn phát tài là wonderful. I was looking too much at that. Chúa cùng anh chị em. Cùng cha. Mẹ mai đi gặp bác sĩ sẵn sàng cha. Bạn khan, bạn thanh thanh. Amen. Amen. Cảm ơn Đức Cha.